bạn nha. Rồi bữa giờ mình đi cấu hình nghiệp của mình là hai cặp quân 350 của BD, một cặp loa D6 à. Rồi mình D6 mình làm môi to. Rồi giờ mình đi là hai cặp súp đơn. Rồi bây giờ mình cũng có nâng cấp thêm loa, thì mình có mua thêm một cặp loa 350 nữa. Thì công ty mới gửi về cho mình à. Rồi bây giờ bắt đầu mình khui cái loa ra. Rồi xong rồi mình sẽ bắt lên nha, xem nó hát thế nào. Nâng cấp thêm nặng khi làm mấy đám cưới lớn rồi đông khách đồ. Mình khui ra nha. Trước mình cũng đã quay rồi á, rồi bây giờ mình mua thêm, rồi mình ráp thêm, rồi bây giờ mình khui ra xong nha. Rồi bây giờ mình mới sẽ ráp lên mấy cái lo chồng lên lo kia luôn, rồi xong rồi mình thử nhạc rồi xem nó thế nào, rồi các bạn theo dõi nha. Bây giờ mình ráp mày vô nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi bây giờ mình khiêng lên nha. Cao quá. Khi kéo đây luôn. Bây giờ mình cậu dây nha. Bây giờ mình cậu dây mình ráp thử, mình mở nhạc nghe thử coi ha. Thank you.
rất là ok nha. Thấy là chung mà thấy theo mình quýnh như vậy cũng ngon rồi. Và bây giờ mình xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn xem kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. I'm walking alone.